14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông Hằng đều tu Phật pháp làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi ngày đều khác nhau. Giảng giải. Lực vô quý thứ 14 là trong tam thiên đại thiên thế giới này có trăm ức mặt trời, mặt trăng, các pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 sông Hằng. Các ngài hiện đang an trụ ngay trên thế gian này đều tu Phật pháp làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi ngày đều khác nhau. Các ngài dùng phương tiện thiện xảo và quyền trí khác nhau để giáo hóa mỗi loại chúng sinh khác nhau. Kinh văn. Do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn, nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới, khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con. So với những người chấp trì danh hiệu pháp vương tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. Giảng giải. Do con được tính viên thông phát ra diệu tính của nhĩ căn, con Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng được nhĩ căn viên thông và có được những năng lực nhiệm màu vi diệu từ nhĩ căn, nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Trạng thái vi diệu này trùm khắp cả mười phương, suốt khắp cả pháp giới. Do vậy, khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con. Những người trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát so với những người chấp trì danh hiệu pháp vương tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. Người chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và người kia niệm danh hiệu của các vị Bồ Tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng, quả báo công đức của mỗi người đều bằng nhau. Điều này chỉ cho thấy công đức to lớn của việc trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào. Kinh văn. Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác, là do con tu tập được tính viên thông chân thực. Giảng giải. Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác, có nghĩa là các vị Bồ Tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng. Điều này như thế nào? Làm sao mà công đức có thể của một danh hiệu lại sánh bằng nhiều danh hiệu như vậy? Đó là vì do con tu tập được tính viên thông chân thực. Ha ha ha, 问什么的说呵。